Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 2021. Vừa qua, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm di tích giếng nước Quốc hội tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Di tích lịch sử giếng nước Quốc hội do các đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa 1 trong thời gian vận động nhân dân lần đầu tiên thực hiện quyền đi bầu cử đã trùng tu và xây dựng nên. Ban đầu đây là một giếng đất để bảo đảm nguồn nước hợp vệ sinh. 14 đại biểu trong đoàn cùng nhân dân nơi đây duy tu bảo dưỡng, xây dựng thành giếng xây kiên cố. Những hình ảnh gần gũi thân thiện của đại biểu Quốc hội, người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân trong những ngày cùng ăn cùng ở, sinh hoạt với bà con vẫn còn được những người cao tuổi trong làng ghi nhớ. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị huyện Hiệp Đức mở rộng con đường dẫn vào di tích, đẩy mạnh tuyên truyền để các thế hệ trẻ hiểu được vai trò và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của công trình, góp phần hun đúc tinh thần truyền thống cách mạng của địa phương. Huyện ủy Hiệp Đức vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nghị quyết năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, nhiều chỉ tiêu của nghị quyết đề ra đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạn ước đạt gần 13.600 tấn, thu phát sinh kinh tế trên 53 tỷ đồng, vượt 15,7% so với nghị quyết. Chất lượng giáo dục của các cấp học được nâng lên. Trong năm, toàn huyện xây dựng một trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và một trường đạt chuẩn quốc gia mức 2, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Hiệp Đức hỗ trợ cho trên 9.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 8,95%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm, có 21 đảng viên trên địa bàn bị thi hành kỷ luật. Năm 2021, Hiệp Đức đề ra chỉ tiêu phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 535 tỷ đồng, trồng trên 1.200 hectare rừng gỗ lớn, thu phát sinh kinh tế tăng hơn 10,5% so với dự toán tỉnh giao. Phấn đấu bình quân toàn huyện đạt 16 tiêu chí trên mỗi xã, giảm 150 hộ nghèo so với năm 2020. Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức cũng vừa tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, điều hành của chính quyền, nhiều chỉ tiêu của nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản trên 517 tỷ đồng, thực hiện bố trí sắp xếp nơi ở mới theo nghị quyết 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho 95 hộ dân với nguồn vốn giải ngân hơn 4,8 tỷ đồng. Năm 2020, Hiệp Đức khởi công xây dựng 94 công trình, trong đó có nhiều công trình liên kết vùng như cầu Sông Khang, cầu Ổ Ồ, cầu Trà Linh. Trong năm, bão lũ cũng thiệt hại nặng cho Hiệp Đức ước tính trên 1.600 tỷ đồng. Hiện nay, các ngành và địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Bình Quân đạt 14,8 tiêu chí trên một xã và 5 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua rà soát đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 8,93% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,76%. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Hiệp Đức thông qua các nghị quyết quan trọng làm cơ sở để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất công trình tập sách lịch sử phong trào phụ nữ huyện giai đoạn 1930-2016. Dự thảo công trình tập sách lịch sử phong trào phụ nữ có 9 chương gồm nhiều giai đoạn. Nội dung ghi lại chặng đường đầy gian lao thử thách nhưng cũng thật vẻ vang, rất đáng tự hào của phụ nữ huyện Hiệp Đức qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và thời kỳ đổi mới cho đến nay. Hội thảo thống nhất nội dung bố cục, tuy nhiên các đại biểu cũng góp ý về văn phong bố cục như cần rút gọn một số chương đối với những nội dung không cần thiết, những bài học kinh nghiệm nên đưa vào phần kết luận. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã gửi bản thảo lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện qua các thời kỳ, đảm bảo tính lịch sử, nhân vật và sự kiện.
Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, mới đây tại xã Quế Thọ, Ban Liên lạc tổ chức gặp mặt truyền thống với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Sơn An cũ, nay là xã Quế Thọ và thị trấn Tân Bình. Tại buổi gặp mặt, cán bộ chiến sĩ dân quân du kích ôn lại truyền thống, những chiến công hiển hách, những trận đánh anh dũng của lực lượng vũ trang địa phương thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Giai đoạn 1965-1975, lực lượng vũ trang xã hợp đồng tác chiến với bộ đội chủ lực, giành thắng lợi các cứ điểm của địch, tiêu biểu đơn vị có hai lần đánh vào cơ quan hội đồng địch, đốt cháy cơ quan thu tài liệu. Cuối năm 1965, trận đánh núi Tráp, xã Quế Thọ, giữa ban ngày, lực lượng vũ trang xã tiêu diệt hai trung đội dân vệ, tham gia các chiến dịch Nông Sơn, Trung Phước, Tiên Phước, cùng với nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu du kích Sơn An, còn giúp dân ổn định nhà ở, khai hoang phục hóa, tháo gỡ bom mìn, hàn gắn vết thương chiến tranh. Vừa qua, xã Bình Lâm tổ chức đưa di hài liệt sĩ Vũ Văn Thiềng từ nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lâm về xã Trấn Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Liệt sĩ Vũ Văn Thiềng thuộc đơn vị Trung đoàn 31, sư 2, nhập ngũ tháng 6 năm 1968, vào Nam chiến đấu, hy sinh vào ngày 5 tháng 1 năm 1973 tại thôn Hội Tường, xã Bình Lâm và được địa phương quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ xã, chăm sóc hương khói theo quy định. Thể theo nguyện vọng gia đình và được sự hỗ trợ của các đội tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ do các cựu chiến binh thị trấn Tân Bình hỗ trợ gia đình, thân nhân xác định thông tin về liệt sĩ hy sinh trên chiến trường khu 5. Tại lễ tiễn đưa di hài, đại diện chính quyền địa phương, gia đình thân nhân liệt sĩ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đội hỗ trợ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện Hiệp Đức kịp thời kết nối chia sẻ thông tin để đưa di hài liệt sĩ về nơi quê nhà hương khói. Chương trình Quê mình xứ Quảng dự kiến sẽ tiếp tục ghi hình vào ngày 27 tháng 12 sắp tới tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức. Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, từng là nơi đóng chân của căn cứ khu ủy năm. Chương trình Quê mình xứ Quảng lần này đến với xã Sông Trà với sự góp mặt của hai đội chơi đến từ thôn Trà Sơn và Trà Va. Chương trình dự kiến được diễn ra và tổ chức ghi hình vào buổi sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 12 tại sân khu di tích khu ủy khu 5. Chương trình Quê mình xứ Quảng là sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho bà con nông dân do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức. Đây là lần thứ hai chương trình được diễn ra tại địa phương này. Thưa quý vị và các bạn, xuất thân từ một kỹ sư lâm nghiệp, sau nhiều năm bôn ba, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Hải Sơn đã lựa chọn con đường trở về quê hương, đem kiến thức, hiểu biết của mình, đầu tư xây dựng mô hình nuôi chim cút cho thu nhập cao, mở ra một hướng đi mới làm giàu cho bản thân tại địa phương. Mô hình nuôi chim cút được thanh niên trẻ Nguyễn Hải Sơn đầu tư xây dựng tại thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ. Trước đây anh làm việc tại nông trường cao su Nam Giang, nhưng vì điều kiện xa nhà, công việc không phù hợp với sức khỏe, nên cuối năm 2017, anh quyết định về quê tìm hướng lập nghiệp. Sau khi tìm hiểu trên mạng và tham quan nhiều mô hình phát triển kinh tế tại các địa phương khác, nhận thấy mô hình nuôi chim cút ít tốn chi phí, công sức, thu nhập ổn định và phù hợp với điều kiện thời tiết địa phương, anh Sơn đã mạnh dạn vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để đầu tư chuồng trại, tìm mua con giống tốt. Mình tính vạch ra kinh tế là mình nuôi hắn là 20 ngày là bắt đầu đẻ. Là ngày từ nó đẻ là ngày nào mình cũng thâu trứng vô mình bán ra thì có lợi nhuận, thì ngày nào mình vẫn có lợi nhuận sẽ thu nhanh hồi vấn hơn các công khác. Lứa đầu tiên anh Sơn đầu tư nuôi 5.000 con giống. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc nên cút đẻ thưa, nguồn lãi thu về chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Lứa đó anh Sơn vừa nuôi vừa tích lũy kinh nghiệm, nắm bắt tập tính cách chăm sóc hiệu quả nên năng suất đẻ của cút dần tăng lên. Hiện nay anh Sơn đang đầu tư nuôi lứa thứ hai với số lượng hơn 3.200 con, đẻ khoảng 3.000 trứng mỗi ngày, mang lại thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.
Chi phí đầu ban đầu là 200 triệu nhưng mà bây giờ đã thu hồi vốn rồi. Nuôi được lớn lên thứ hai là kinh tế là dần dần là ổn định. Nhận thấy đây là một cái mô hình hay có thể nhân rộng cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Cho nên năm 2020 thì Ban Thường vụ huyện đoàn cũng tổ chức một cái buổi tham quan tập huấn cái mô hình nuôi chim cút tại cái cơ sở nuôi chim cút của anh Sơn. Và qua cái buổi tập huấn này thì nhiều bạn đoàn viên thanh niên, các bạn trẻ cũng có cái ý tưởng, cũng có cái mong muốn là lập nghiệp bằng cái mô hình nuôi chim cút này. Và trong thời gian tới thì Ban Thường vụ huyện đoàn sẽ chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đoàn làm tốt hơn cái việc mà giúp đỡ, hỗ trợ cho thanh niên trong cái vấn đề lập nghiệp khởi nghiệp. Không chỉ đầu tư mô hình nuôi cút lấy trứng, anh Sơn còn hướng đến phát triển mô hình nuôi cút thả vườn lấy thịt, cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn tại địa phương và các vùng lân cận. Trang trại nuôi chim cút của thanh niên trẻ Nguyễn Hải Sơn là mô hình tiêu biểu, mở ra hướng đi mới, cách làm giàu cho bản thân ngay chính trên mảnh đất quê hương. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.